Rồi ok, xin chào các bác. Thì cái việc mà chúng ta xem YouTube ấy hay bị quảng cáo ấy thì nó đã xuất hiện từ rất là lâu rồi. Nhưng mà em thấy là dạo gần đây ấy, nó xuất hiện nhiều hơn và nó nổi cộm hơn, gây ra cho chúng ta khá là nhiều cái khó chịu. Thì trên Android ấy, thì nó sẽ dễ dàng hơn trên iOS, là vì trên Android có cái phần mềm YouTube Vanser ấy. Thì cái app đấy nó sẽ làm cho chúng ta không phải chịu sự quảng cáo nữa, và cái app đấy nó sẽ làm cho việc mà chúng ta xem YouTube ấy nó tiện lợi hơn rất là nhiều, và chúng ta sẽ có thể tắt màn hình mà vẫn có thể nghe được cái tiếng ở ở cái app YouTube đang đang hoạt động nhé. Thì cái trên Android ấy, thì nó rất dễ thôi. Thì các bác nào mà đang ở cái hội LG ấy, thì các bác có thể vào là cái hội LG này nhé, hội LG Việt Nam này. Vậy các bác có thể thấy này, các bác vào phần công bố này. Đó, thì trong cái phần công bố này, đương nhiên là nó sẽ có rất nhiều những thứ để các bác tra cứu và các bác làm kinh nghiệm ấy. Thì hy vọng các bác sẽ đọc được những cái gì em đã ghi ở phần công bố này. Còn bây giờ em sẽ chú trọng đến cái phần cái app mà YouTube Vanser ấy, nó sẽ rất là hữu ích. Thì đây các bác kéo xuống, các bác kéo xuống tới cái phần mà các thủ thuật app này, tiện ích hay cho LG này. Thì cái app này không chỉ dành cho LG đâu mà dành cho tất cả những máy Android luôn nhé. Thì các bác vào phần đấy, các bác vào phần xem thêm và bác kéo xuống đây này, kéo hẳn xuống nhé. Trong này có rất nhiều cái bản Gcam nhé, thì các bác nào mà biết thì dùng thôi. Thì đây các bác có thể thấy là cái app YouTube chạy nền khi tắt màn hình như này, thì em đã ghi ở đây rất nhiều thứ rồi. Thì có phiên bản dành cho Android 8 này, phiên bản dành cho Android 9 này, các thứ này. Và đặc biệt là có cái link mà trang chủ của cái Vanser ấy, thì các bác vào đấy để dùng cái bản mới nhất cũng được, các bác cứ thử đi. Thì hiện tại em đang dùng cái bản Vanser cho Android 9 này này. Đấy, các bác có thể thấy là cái bác các bác đọc trên màn hình có thể thấy là cái bản cho Android 9 này, thì các bác kích vào. Đó, thì cái bản này ấy, em đã nói rõ rất rõ ràng ở ở cái hướng dẫn này rồi. Thì các bác tải hai cái file này về. Thì nếu như các bác là tải không được bằng điện thoại thì các bác có thể dùng máy tính các bác tải, hoặc là các bác dùng mở copy cái link này mà các bác dán vào cái trình duyệt web ấy, hoặc là dán vào 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 cái không được cái trình duyệt web này thì trình duyệt khác, thì nó sẽ download được thôi. Nếu mà không download được nữa thì các bác hãy dùng PC các bác download cũng được. Còn cái link này em đã đặt 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 cái chế độ mở rồi, nên các bác hoàn toàn là không có virus và không có cái vướng mắc gì để các bác không thể download được. Thì em đã hướng dẫn là các bác download hai cái file này về này. Rồi các bác cài cái file hỗ trợ trước nhé, cái file mà số 1 này này. Đấy, sau khi các bác cài cái file hỗ trợ này xong rồi ấy, thì các bác hãy hãy cài cái YouTube Vanser này nhé. Tại vì nếu như các bác cài cái YouTube Vanser trước ấy thì nó có thể là bị lỗi là các bác không thể đăng nhập được cái tài khoản Google của các bác ở ở cái app này nhé. Đấy, thì các bác rất là dễ dàng thôi, các bác cứ làm theo đúng hướng dẫn, cài cái Vanser trước và cài cái YouTube sau là ok à. Và khi mà các bác cài cái YouTube Vanser này rồi ấy, thì chắc chắn ở trên máy các bác sẽ có hai cái phần mềm YouTube. Thì khi mà các bác muốn up một cái clip nào của bác lên ấy, thì nó sẽ không cho các bác up lên đâu, thì bắt buộc các bác phải xóa một cái YouTube đi thì các bác mới 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 tải cái clip của bác lên được nhé. Thì cái hướng dẫn em đã nói rất là rõ đây rồi, và em đã cài của em xong rồi đây này. Thì trên máy em bây giờ em chỉ dùng mỗi cái YouTube Vanser này thôi, nó là cái YouTube này này. Đấy. Và cái YouTube này ấy, nó có cả chế độ đen rồi các bác nhé. Nó rất là tiện tiện ích luôn. Hình như là mạng nó hơi chậm các bạn. Mạng chậm quá. Em sẽ dùng cái à rồi, vào được rồi các bạn. Thì đây, các bác có thể thấy là cái YouTube Vanser này nó cũng có chế độ đen rồi, nên các bác thoải mái luôn. Đó, thì em sẽ thử mở cho các bác xem được là đây, các bác xem được là nó sẽ tắt màn hình mà nó vẫn 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 xem được nhá. Thì em mở cái clip của em thôi, không thì mất công nó bản quyền. Đây. Đây thì các bác có thể thấy này. Đang ở cái thời điểm buổi tối cho nên là cái mạng nó khá là chậm các bạn. Đó, loạt mãi mới được. Đấy, các bác có thể thấy rồi chứ. Hiện tại các bác trên màn hình các bác ấy đang là
là nhìn thấy, nhưng mà em đang hiện Ok, xin chào các bác. tại Thì đây là con LG G8 của em. Hiện tại như thế này này, em đang dùng cái phần mềm ghi âm, à quên, ghi màn hình bằng trên chính con G8 này luôn, cho nên là nếu như mà em tắt đi ấy, thì sợ là cái việc ghi màn hình nó cũng bị tắt theo, cho nên em không 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 làm được. Nhưng mà chắc các bác cài cái app này thì các bác sẽ có thể là tắt màn hình mà các bác vẫn xem được YouTube, à vẫn nghe được YouTube nhé. Đấy, đấy là trên Android nhé. Thì cái app Vanser này nó có thể áp dụng chung cho rất nhiều cái dòng Android luôn đấy. Nếu các bác không được dùng được bản này thì có thể dùng được bản khác. Đấy, thì các bác cứ thử đi, rất là dễ dàng thôi. Thì đấy là trên Android, còn sau đấy là trên iOS nhé. Thì trên iOS ấy, thì trước đây ấy, cái phiên bản iOS thấp ấy, tầm 12 ấy, thì em thấy là có nhiều bác chia sẻ những cái app như kiểu là YouTube Premium hoặc là YouTube cộng cộng rồi YouTube Music gì đấy. Thì đó là những cái thời còn iOS thấp thôi. Còn như em thấy là lên iOS 14.2.3 rồi ấy, thì em thấy là những cái app đấy giờ nó đổi tên là một này, và nó có thể là không dùng được nữa các bạn. Thì hiện tại những cái app kiểu hack hack như vậy nó em thấy là không khả thi nữa rồi. Thì trên iOS ấy nó khá là hạn chế, cho nên em hiện tại em mới tìm được cái app mà gọi là cái app Musi này này. Các bác có thể thấy ở góc dưới phía phải màn hình như này. Nó là cái app Musi, là cái app có thể các bác vào App Store này, các bác tìm kiếm cái từ Musi này, này. Đó. Đây, nó là cái app Musi này này. Thì cái app này ấy, nó thực sự là nó cũng không phải là ngon cho lắm, tại vì nó hỗ trợ cái việc nghe nhạc trên YouTube hơn là cái việc mà xem trên YouTube. Tại vì đây là các bác có thể thấy là em vào hẳn cái app app đấy á, thì trong cái app này á nó cũng có cái phần tìm kiếm này. Thì trong cái phần tìm kiếm này các bác có thể tìm kiếm rất nhiều thứ. Đó, rất nhiều thứ, nhưng mà nó không được đa dạng bằng cái việc tìm kiếm trên cái app YouTube gốc đâu. Đây thì đây xem, em có thể cho các bác xem là đây này, vào một cái clip của em Rồi, xin này. chào các bác, Đấy, lại là em đây. Thì đây là con cái V50 của này thì em. không không bị Em cũng đã dùng nó được khoảng 5 ngày rồi. cái vừa rồi không bị quảng cáo các bạn. Thì đây, cái Rồi, này cũng xin không chào bị các quảng bạn. cáo. Thì hôm nay là một ngày chủ nhật. Thì là như này các bạn, cái app này ấy, là có lúc nó cũng bị quảng cáo, có lúc không, nhưng mà đa số là có bị quảng cáo. Nhưng mà cái quảng cáo đấy nó sẽ không bị bật cái tiếng của quảng cáo lên các bạn, có nghĩa là vẫn tiếp tục chạy cái gì các bác muốn muốn chạy. Ví dụ như là cái app như là đây rồi đây, ví dụ như là Rồi, cái xin chào clip các bạn. em vẫn nói, Lại là em nó đây. vẫn cứ nói bình thường thôi, còn cái tiếng của cái quảng cáo ấy nó sẽ không có đâu, nó chỉ cái hình của quảng cáo nó che mất thôi, nhưng mà cái tiếng thì không có. Dẫn đến là khi các bác dùng cái phần mềm này ấy, thì đặc biệt là khi mà các bác nghe nhạc bằng cái phần mềm này ấy, thì nó không không có bị hiện tượng là ví dụ đang nghe bình thường như này, tự nhiên cái quảng cáo nó xuất hiện, nó ví dụ như kiểu là nhà tôi ba đời chí bệnh chí chẳng hạn, hay kiểu kiểu như thế, thì nó rất là bức xúc và khó chịu. Thì cái app này nó không bị như thế, mà nó vẫn có bị quảng cáo, nhưng mà nó không có tiếng quảng cáo, thì cũng cũng khá là được. Và đặc biệt là các bác, đa số là các bác tắt màn hình đi rồi với dùng cái phần mềm này, mà dùng phần mềm này rồi các bác tắt đi thì nó cái đấy nó không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà cái này vẫn có quảng cáo nha các bác nhá, quảng cáo là nó không bị tiếng thôi. Đấy, ngoài ra thì các bác có thể thấy cái app này nó có cái phần mềm playlist này này, thì các bác có thể là tạo những cái playlist dành riêng cho các bác, rồi các bác add những cái bài hát các bác thích vào đây, để các bác có thể nghe nhạc bằng cái app này cũng rất là hay. Đấy. Ngoài ra có ở cái phần more này này, nó có những cái phần mà em rất thích là nó có cái phần hẹn giờ đây này, sleep timer này này, thì nó có phần hẹn giờ để các bác khi các bác muốn đi ngủ, các bác hẹn nó tầm bao nhiêu thời gian đấy các bác đi ngủ với em, hay hẹn là 30 phút này. Đấy, các bác có thể thấy nó cũng khá là hay đó. Thì ngoài ra còn những cái chức năng khác thì các bác tự bọc nhé, nó cũng không có gì ghê gớm lắm đâu. Rồi, ok. Và đặc biệt là cái phần mềm này cũng có cái chế độ đen rồi. Đấy. Thì em nhắc lại một lần nữa là cái app này nó hỗ trợ cái mục đích nghe nhạc trên YouTube là chính rồi nhé. Còn cái việc xem thì vẫn xem được, nhưng mà nó không hay cho lắm. Đấy, nó không có chế độ đây này. Em tìm hẳn lại cái clip của em ấy.
thì nó mới được. Đấy. Đây này. Để em vào hẳn một cái clip của em nhé, để nói cho các bác rõ hơn. Đầu đây. Ví dụ cái clip này chẳng hạn. Rồi, xin chào. Thì nó sẽ vẫn có cái chế độ mà full toàn màn hình như này. Đó. À, nhưng mà nó không có cái chế độ mà chọn cái độ phân giải của cái clip đâu. Ví dụ như là các bác muốn chọn độ phân giải cao hơn cho nét hơn thì em thấy cũng không có, và hoàn toàn nó phải phụ thuộc vào cái chất lượng nhạc của các bác thôi, à chất lượng mạng của các bác thôi. Đấy. Thế thì hiện tại là trên iOS em mới biết được cái phần mềm nó cũng khá là hay như này thôi, còn các bác nào mà biết phần mềm khác ấy thì mà không có tính phí nhá. Đây tất cả những phần của Android hoặc là iOS đều là không miễn phí, à không không bị tính phí, free hết. Cho nên các bạn nào mà biết cái phần mềm nào hay hơn thì các bác comment bên dưới để những các bác khác cũng biết được nhé. Rồi ok, chào các bác.